thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nhanh con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Dạ. Dạ chào chào anh ạ. Dạ. Em chào chị ạ. Linh ơi, mời đàn gái giới thiệu trước ạ. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Dạ. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang, rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Dạ. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chị. Chào chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ. À. Dạ, mời anh ạ. Trước tiên, mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và cùng tất cả các thành viên trong hội trường và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Như Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm. Và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. À. Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Như Triệu á, thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người, và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, rồi. Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có, rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam như dạ. Thế. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó tác động vô thì mình xuyên trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em thì nói chung là hồi trẻ trâu là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Chưa bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm? Dạ. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Trong 4 năm đó, hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không có tiếng xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nhanh con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ, nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì đến bây giờ tới bây giờ luôn, ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa, rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á, có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bài chị tôi á là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó.
Nghe bên đàn gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn nhận phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như. Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là... Vâng, chào Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Rồi, thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Thật sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy là thật sự chỉ có những người phụ nữ cực kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa. Tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng sự tự nguyện. Chứ không ai ép buộc họ hết. Cảm ơn. Anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh. Nói chung Duy Triệu thì có gia đình. Bà xã thì mới mất năm 2018. Và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Duy Triệu mà thôi. Tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ, ba cha con. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ, tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Chào Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đó. Bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng thì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều cũng dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí. Để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp. Nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, đừng có... được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Duy Triệu chỉ có một cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ, cái điều đó là may mắn nhất. Dạ, tôi nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng khá là hợp lý. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ. Em đi với dì thứ bảy cũng như là giờ đang kêu má bảy. Rồi, cảm ơn chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì, là dì. Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn, cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi. Nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó, quyền lựa chọn là nó thôi. Dì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha? Không can thiệp. Ủng hộ nhưng mà dì ủng hộ thôi chứ không can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn dì. Anh đi ra anh trai. Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ tư. Dạ. Xin chào MC Quỳnh Linh với xin chào MC Hồng Vân. Dạ, tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh đó Triệu. Có. Anh thấy bên cô gái á, xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có hai đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có một đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi. Cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi.
tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm lo cái tuổi về già, thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm, mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống, mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Xin đẹp. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nha. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Có anh. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi, rất cảm ơn nhiều. Rồi, xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó? Cái này cà vạt anh. Đây là bộ khăn. Bộ để em khăn. Về mỗi lần mà em sử dụng á. Sử dụng á em nhớ cái ảnh. Rồi, còn... cảm ơn. Ủa bệnh là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Vậy hả? Em cầm lại. Có đây, có đây. Cà vạt màu gì vậy Vân? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này về chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Nguyên Linh nhiều. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn chứ. Với cái hậu, cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Dạ. Nói chung là em thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình, em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em. Rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi. Cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều chưa nhực, anh bảo rằng tuần sau anh đến, hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Vậy đó. Anh, dạ, anh chịu hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em. Dạ. Một bài hát ngắn. Dạ. Và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng. Dạ. Pháp. Thì để anh xin hát một khúc. Dạ. Thôi. Dạ. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Hát rồi nè. Cái bài này em biết nè. Sẽ hát lên ha. Bài này hát nói lên. Về bài hát tình yêu lên, đấy. Hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này. Bài nổi tiếng luôn. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi. Dạ, cảm ơn người hát, có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Chuyện của người ta mà mình rung là sao? Để làm bên đây nó khớp tinh thần nữa. Em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái anh đáp ứng theo? Dạ. Nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen
Nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu thiếu cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. À. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu, cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á thì không được. Cho nên á là em chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì, cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. À, một cái. Ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội. Em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Vâng. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia, tức là chứ đừng có bó buộc em vào cái tình cảm không thì mở rộng ra cho đi sinh hoạt các bạn. Dạ yes. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó, nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em okay. Có tí chút cảm tình với ảnh. Nói chung có rồi. Nhưng mà rất cũng... cảm ơn em. Dạ. Nhưng mà về á, em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em ấy, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng ra là... em yêu cầu cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà. Không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp? Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe loáng thoáng được á, cái tiếng Anh á là I love. Còn ảnh á, anh tiếng Pháp, anh nói gì em cũng không biết, ảnh có love em không? Rồi, bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi. Rồi, mình quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, để tay vào đây anh trai. Đây, được không? Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình, thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi, con tim nó nói bấm là bấm. Ừ, đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi rồi, đếm đến ba là anh cháu chị nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe, 1, 2 và 3. Chúc mừng. Anh chị nắm tay đi. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả, bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau, những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Yeah. Rồi bây giờ mình hỏi gì chị cho phép không xin lỗi dạ gì bảy gì bảy bảy má bảy đó má bảy cho Dư Triệu Hung bạn gái ngoan một cái. Chấp nhận nó gật đầu được kìa, má bảy gật rồi. Chắc nói về đây khỏi gội đầu á, để cái này riêng đó, thấy chưa, thấy duyên dáng ghê không, không có gội đầu nữa. Em là bạn gái của anh nha. Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Khi mà về thì nguyên đêm đó em đâu có ngủ được đâu. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn, bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Em muốn là bạn ấy cao hơn em, tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao như vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Rồi, xin mời nhà gái. Để đây mà đây. Yeah. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh. Và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia. Em chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing
tại một công ty về thực phẩm. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đêm nay ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mọi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí. Cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước. Em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Thông thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh rồi. Nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Tình trường của em sao? Em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì? Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ nó khác đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên dạ, là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. À, được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn? Dạ chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. Lạ cái trời, phải nói sao chứ tự nhiên nói vừa mới tỏ tình ta nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời kiểu này là dính chắc rồi. Bước một thành công, em chuyển sang bước hai liền, em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em là bạn gái của anh nha, em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn, bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp mà bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống, em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Dạ. Em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công ty em làm chủ, em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì? Ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em, quan điểm của em á là con gái thì phải độc lập.
không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Là thứ nhất là bạn trai không hút thuốc. Dạ, em không hút thuốc ạ. Thấy chưa? Không hút thuốc. Thứ hai là bạn trai không có, có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ, cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ, thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào? Từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm ăn, gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em ngon dương lành. Hơn em dạ, mình dương. Nhiêu mình nhiêu nè? Dạ 58. Tới 58 lận. Tới dạ. 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mạnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người. Trời ơi. Hỏi coi bên đó đi với ai. À dạ đi hôm nay em đi với mẹ, với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em sinh duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Ba mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á. Con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng là hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn, bạn nam đúng không, bạn thân. Rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn. Mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa, bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa? Dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn bè thôi ạ. Có khi có những thời gian... Uống trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài, ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Mở ra. Quay qua kìa cưng.
Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận, chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc. Thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em nghĩ em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm. Thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này. Nhưng mà anh có đồng ý tham gia với em một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và một phong bì là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một phong bì bấm nút và một phong bì không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi như cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ, không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ khoan chơi được không? Em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. Dạ, dạ rồi. Giái bên kia không? Anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. Khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. Vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu. Màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người, nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi, chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Yeah. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái. Chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh Hà. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Dạ, hay quá, đúng không hay. Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi.
Chuẩn bị 3 2 và 1. Hết thời gian. Rồi, nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép chứ. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không, có đó anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau.